Đây, xin chào quý anh chị đang xem kênh. Đây là cây mai đa phúc ghép gốc tứ quý, ghép được 2 năm. Đa phúc à, cây này là cây nguyên thủy, nó là cây Bình Định. Cây Bình Định nở đều, nở đẹp, ta lấy người ta ghép ra à. Cái dòng này thì mình chơi đây được 3 năm rồi. Đó, cái màu hoa của nó thì nó màu lợt, lợt hơn so với Thủ Đức. À, màu vàng chanh, nhưng mà được cái là nở rất là đều. À, cây này mình thấy theo dõi 3 năm nay rồi. À, cái cây mà chúng ta nuôi đủ lực á, bông nó mới thẳng, còn chúng ta nhiều khi bông gió hoặc là cây không đủ sức á, bông sẽ bị mù u, chuồn chuồn và lẫn ngược. À, những cây sung á, sung thì bông rất đẹp. Đa phúc là cây tứ quý lớn. À, cọng xương nó mập, xương nó rất là mập. À, còn đây cây đa phúc ghép gốc mai vàng, cây này bông chưng trên 10 ngày. Cái hoa của nó thì nó nở đâu đó thì nó khoảng 2 ngày là nó tàn, trong mát thì được 3 ngày đó, nhưng mà nó rất là nhiều bông, nó nở chuyền hết đợt này tới đợt khác, nên cái cây nhìn nó rất là nó lâu tàn á, đặc rật á. Đa khúc gốc hồi lớn. À, còn đây là cái cây đa phúc ghép gốc mười và mai vàng 80 hoành á, trồng dưới đất. Hoa màu vàng nó thì màu nói chung là vàng sáng, màu vàng chanh. Hoa thì có nét gần gần như dấu nhung. Trồng dưới đất 80 hoành trồng ở dưới đất. Đây, theo cầu có rất nhiều anh em à, như cầu giống á, giống nó ra phúc nè, là cây nhỏ gốc nhớt không đủ lực nè. Cái bông, cái bông nó khoảng chừng nhỏ hai ngón tay, một ngón tay thôi ha. Bông nó nhỏ mà cũng nở rất là đều, nhỏ xíu thôi, chùm bông nè. Cái bông nó nhỏ thì nở ra cái cánh nó đẹp lắm, cái cánh nó xoắn 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 giống như kiểu dạo cánh xoắn vậy. À, cây giống cây thì ghép cũng được năm rồi, lặt lá cho thay lá mới. Chúng ta cắt ghép thì chúng ta để lá này nó già chúng ta ghép. À, cây giống nhỏ, một cây thì nó cao đâu đó thì nó khoảng 3 tấc hơn. À, ghép gần liền đầu rồi, gốc thì cỡ đầu đũa thôi. À, cái này bán giống 80.000 đồng một cây. Đa phúc thì ra cái nụ nó tròn tròn á, chứ nó không có nhọn liễu như Thủ Đức. Đó, nó bầu bầu giống như kiểu nụ của dảo gai vậy, giống như kiểu nụ của mai cúc á, tròn tròn. Đa phúc thì cái lô này hiện tại mình đâu có khoảng cỡ 500 cây á. À, anh em có mua về trồng đất đâu thì có thể tham khảo. À, giá 80.000 đồng một cây giáo đa phúc. À, nhóm này chơi đây 3 năm rồi, nói chung nó cũng không quá đẹp mà được cái nó nở đều, nở đều, hoa nhìn cũng tương đối chứ không được xuất sắc như Thủ Đức, không có được xuất sắc như Thủ Đức mà chơi được có bông nở đều được. Về Thủ Đức, Thủ Đức kìa thì xưa giờ rồi. À, giống như giống nào cũng vậy á, phải nuôi đủ lực thì bông nó mới đẹp. À, còn như cây này nè, nhiều bông quá thì bông nó lại đặt bông đầu bông bự rồi con sao bông nhỏ.
này Thủ Đức. Rồi, giới thiệu anh em dòng mà Đa Phúc á, giá 80.000 đồng một cây. À, cái này thì ghép cứng ra được gần cả năm rồi, lặt lá rồi, thay lá mới lại. À, cái này có cái bông này. Bông gió trổ lặn ngược á. À, đủ lực thì bông nó mới đẹp. Đây, sẵn đây thì quay những hàng cây Phú Tân kết hợp cho anh em có mua luôn một lần. Phú Tân ghép được cả năm rồi. À, giá là 70.000. À, từ 5 cây sẽ bao ship, ít hơn thì 1 2 cây cũng vẫn gửi bình thường, thêm 50.000 tiền phí nữa. Phú Tân thì nó nói chung là hoa từ 8 tới 18 cánh, những cây mà nuôi đủ lực bấm chặn cái hoa có thể lên 18 cánh luôn, như bông cúc vậy. Sáu anh em mua về thắc mắc làm sao Phú Tân mà nhiều cánh dữ vậy. À, như Phú Tân nè, hoa rất là nhiều cánh như bông cúc vậy, nó mạnh, nó đủ lực, nó sung với cây. À, Phú Tân ta nuôi muốn đạt á, ta nuôi cho cái cọng xương nó mập lên, mập lên thì hoa nói chung là rất là đẹp. Tại Phú Tân nó cây vàng xương nó quá đặc đi, nó làn lá nó quá nhiều đi á, nó không đủ lực. Chúng ta nuôi thông thường Phú Tân ta nuôi cộng sư không có mập được đó. Không mập được Thủ Đức tại qua lá nó quá nhiều á, nhiều lá quá, chúng ta phải cho ăn phân, cái lượng nó phân nó cao hơn thì cộng sư nó mới mập được. Còn phân có lân cao mới mập á, còn phân mà đạm cao thì nó giọt không à, không đủ nuôi cộng sư ốm nhom nhách, bông nó cũng dở. Tính ra nè, Phú Tân mà chúng ta nuôi xương mập á, hoa nó như Thủ Đức vậy đó, nụ bự bự không à. Nuôi cho xương mập á, có lượng lân cao. Phú Tân giá 70.000. À, tiếp đến những cây siêu bông á. Siêu bông Sài Gòn, siêu bông thành phố Hồ Chí Minh gì đây. Đó, cái lô này thì còn chắc cỡ vài chục cây à. Đó, cây này giống á, dùng non non anh em mua ở trần á, cao cỡ 2 tấc thôi. Đó, anh em nào cần giống thì lấy á, không thì để ra cuối năm rồi cho nó bự lên. Đó, cần lấy giống để ghép sớm á. Đó, cây siêu bông á. Đây, cây siêu bông này thì mình lấy giống của cái vườn của anh Quang kế nhà mình á. Đó, những cây người ta ghép những cây vài trăm triệu không đó, mua giống tại vườn đó về làm á, nên bảo đảm về mặt hoa. Đây, lá to. Nói chung mình thấy cái giống này mình làm đó, nếu mà ghép vô cây sung á, cây mạnh thì lá nó bự, cái cọng xương nó mập. Còn ghép vô cái cây mà phôi yếu á, đó, thì lá nó nhỏ mà xương nó dài thòn à, cái cọng xương nó nhỏ mà nó dài thòn ha. Đây, cái giống này thì mình nghe anh Quang nói đó, cái người mà mình mua giống về thì giống này được lấy trực tiếp từ cái vườn của chú Sáu Mai ở Bình Dương đó, mà chú Sáu Mai thì nghe nói là chú đi xuống Tiền Giang, chú lấy giống đầu tiên rồi chú mới ghép ra, nên nó nở đều nở đạt, xong rồi mới ra bắt đầu mới truyền tay nhau làm. Cây mẹ của nó là cây ở Tiền Giang, siêu bông, lá giống như là lá giả bánh tre vậy, cái hoa cũng gần gần nét tương tự tự như là hoa giả bánh tre luôn. Được cái là màu nó đậm hơn do hoa dạo bánh tre. À, siêu bông giá 80.000.
Này, tiếp theo là cái lô thọ hương. Lần trước mình bán lô thọ hương hàng loại cây 60.000 một cây á. Thì lấy bo ít, anh em cần những cây thọ hương mà lấy bo nhiều một chút nè. Đó, thì cây này ghép được đó khoảng năm á. Chung sửa cái gọng hay cục tá lả trần. Gốc thì nó cỡ nói chung nhỏ ngón tay út á, nhỏ ngón tay út á cho anh em tham khảo. Đế thì quấn cục tròn thôi. Chứ không có quấn bí, không có quấn bầu, không có quấn rắn gì hết á. Nhỏ ngón tay nha. Đó, nói sang trước á. Đây, cây này thì giá bán là 130.000 đồng một cây. Anh em mua từ 5 cây sẽ bao vận chuyển. Nói chung một cái đơn hàng 5 cây bao vận chuyển. Ít hơn thì thêm 50.000 tiền phí nữa. Thọ hương. Đó, thọ hương nhỏ mà nuôi nụ nhóc hết trơn nè. Bấm chặn thường. Lấy thọ hương không? Đó. Nhỏ mà nụ lự ở trên. Bấm chặn thường. Dặn nhôm cho nó sượng cây. 130.000 đồng một cây. Cái lô này thì ở vườn mình hiện đang có khoảng 1.000 cây. Anh em trồng đất là tham khảo. Chiều cao thì khoảng 4 tấc thôi. Nói chung 4 tấc là mình trừ hao rồi. Có cây cao 5 tấc, 6 tấc á. 4 tấc. Nói chung cây đều đều á, cây này thì giá trị nó không có cao á. Anh em kêu chụp hình từng cây thì mình không có làm xiết á. Đó, thì mình cố gắng mình lựa trong những cái lô, những cái cây hàng trội trong cái lô mình giao trước á. Đó, ai mua trước thì mình giao cây trước. Tương đối á. 130.000 đồng một cây. Thọ hương, còn có loại 60 thì rẻ tiền hơn á. Chung tiền nào của đó. 60.000 thì nó không có được như vậy. Đây, đây là cái cây thọ hương mà trồng đất lúc trước nè. Cái lô 70 cây mình đem về á. À, còn chừa lại một cây để mà chơi á. Củ nó nở ra nè. Đó, trồng đất 2 năm, ghép 1 năm. Thì lúc mà trồng thì nó cũng cỡ cái cây giống á, giá 130.000 đó. Đó. Trồng xuống đất. Thì phải cắt thường á, cắt thường thì nó mới được như thế này. Cắt uống sữa rồi nó mới được như thế này. Đó, ta xem nè. Người ta chê thọ hương trồng không nụ á. Ta xem nụ nè. Khủng khiếp chưa. Nói chung thọ hương này mình thấy cũng chẳng cần nhiều nụ á, một cây chừng vài chục nụ thôi. Một nụ đẻ ra 5 6 bông, chừng 5 chừng 6 thế này nó cũng đặt nghẹt cây à. Cần ham nụ nhiều chi mà không nở thì cũng như không, hoặc là nhiều nụ nhiều quá nở không nổi. Nở không nổi ra rụt sạch trơn. Ít thôi. Mà chất lượng. Thọ hương à. Trồng đất 2 năm củ nở cốt cành to lên. Khống chế chiều cao á. Cành hiện tại cao có 6 tấc thôi. Cây giống người ta đang cây ra 4 tấc á, chúng ta làm lên cái ngọn nữa là vậy thôi chứ khống chế không có cho nó lớn nữa. Cắt liên tục á. À, còn đây là lô thọ hương giá 60.000 đồng một cây. Đó. Nhỏ thôi. Lấy được chẳng khoảng chừng chục bo thôi. Thọ hương thì chúng ta ghép mắt. Cái mắt lá nó vẫn lên, không cần mầm ngủ. Ghép vẫn lên, dính vẫn lên. 60.000 đồng. Cây nhỏ. Chiều cao cũng cỡ 4 tấc. À, tiếp theo đây giới thiệu anh em một cái dòng mai cúc á. Mình thấy năm nay đi chợ thì nở rất là đạt, không có bị rụng. Nhà cây này cũng nuôi rất dễ làm nụ, ghép chưa được một năm nữa mà nụ đặt cây luôn.
giống mai cúc phượng á. Ta xem nè, cái tược này nó bị gãy á, ta xem nụ là nó ra nè, mà nụ tròn tròn là nụ chắc không. Dòng này không có bị rụng nụ á, cái nút nụ nó tròn. Đó, hoa nó này giống như tự tự như cúc bi thôi, màu vàng đậm. À, lúc mới ra người ta bán đâu đó 200-300 ngàn một mắt bo. À, hiện tại cây này giá 80.000 đồng. À, ấy được rất là nhiều bo. À, đang có nở bông gió. À, chiều cao thì khoảng 4 tấc ăn lên, có cây cao 6-7 tấc nữa, giống rất là mạnh, ghép mấy tháng mà cà phượt 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 không à. Kỳ đi chợ hoa sưng ở tỉnh Bến Tre mình thấy có hai cây cúc phượng lớn của một bạn mình á, bạn mình đóng ghép đi chợ nở rất là đạt. Giờ vừa mình có mấy cây ghép ghép gốc nhỏ nhỏ trung trung rồi đó, ghép cỡ gốc tay cái nở rất là đều á, giống này chơi được á, nó mạnh, nó bông được, không có bị rụng. Cúc phượng á, cúc phượng thanh trân gì đây. Nói chung lúc mới ra người ta nói nó ra cái bông chuỗi dài do bấm chặn á, mình thấy mấy cái bông như cúc rồng bay, cúc bi nè, người ta bấm chặn thì nó nở cái chuỗi dài thòn vậy đó, còn nở bình thường thì nó giống như cây bình thường thôi, không có gì á. Cái giống này nó mạnh, nó mạnh này nó trổ ra cái chân bông chân 5, chân 6, chân 10 vậy. À, cúc phượng giá 80.000 đồng. Rồi sẵn đây thì còn cái hàng cúc quang diêu nè, anh em có sưu tầm giống bông to màu đậm cúc quang diêu, cây này với giá 80.000 đồng một cây. Này đây gọi là cúc nhị đỏ, cúc lá gai đâu nè, bông bự như bông giảo vậy. Cúc hoàng đế là cúc nó nè, 80.000 đồng. Rồi vậy giới thiệu với anh em là 8 loại mà 7 loại mai giống á, chuẩn giống cho anh em có sưu tầm về ghép. Đó, đa phúc nè, phú tân nè, siêu bông nè, thọ hương nè, cúc phượng thanh trân và mai cúc quang diêu, 6 loại nha, 6 loại cây. Thọ hư thì nó có loại 130.000 và 60.000 á. Chúng ta ghép á, nói chung là có mấy cái mẫu này chúng ta về chúng ta làm á, cái mẫu giá 130.000 á. Đó, theo cái hình mẫu này nè. Đó, à, chữ C khống chế chiều cao đừng cho nó lớn á, lùng lùng anh em vô nhà chơi. Đấy, ta lấy bo ta ghép vào những cây mai gốc phôi chúng ta, gốc phôi này đa dạng á, nhiều kiểu, thấy kiểu nào đẹp ta bắt chước ta làm á. 3 năm trước mình đi thấy đẹp đem về nhân giống á, nhân giống mà chia sẻ cho anh em cùng chơi á. Đó, giống như giống siêu bông á. Đó, thấy đẹp, thấy người ta bán nhiều quá mà người ta đâu có bán cây nhỏ đâu á, nên đi chợ cũng đâu có tiền mua đâu, mua mấy cây lớn, người ta bán cây mấy chục hay cả trăm, mấy trăm triệu không à. Đó, và mua mình chọn lọc đúng cái nguồn giống về cho anh em có cái chơi. Rồi giới thiệu anh em là 6 loại 7 loại 6 loại. Chơi mà mini thế này á, chúng ta cắt cho nó gọn gọn thế này nè. Nó chiều cao chừng 4 tấc thôi, cây này cao có 4 tấc thôi á. Nó gọn. Vô nhà chân nó vừa. Là cây giống trồng lên. Ta trồng bầu ươm đổ đất vô, trồng cứ chơi hoài.
rất là thơm. Là cây thủ đức ha. Những cây đa phúc nè, cây thọ hương, cây phú tân, cây quan diêu, cây cúc phượng chúng ta trồng lên cũng y chang vậy thôi á, mà mặt hoa nó khác, nó cũng có hoa vậy thôi ha. À, kết thúc video thì mời anh em xem lại những cái mặt hoa. À, mai siêu bông, mai đa phúc, mai phú tân, mai cúc thọ hương, mai cúc phượng. À, những cây nó đang nở ở vườn á. À, chúng ta xem tham khảo là những hàng cây mẫu. Đó, chúng ta làm là thì lâu năm ghép một vài năm á, là chơi lâu năm thì chúng ta sẽ có được những cây như thế này. À, chúc mọi người xem video vui. À, xin chào. Tết cây đa phúc trổ bông này, quay một số mặt bông cho anh em tham khảo. Đa phúc bông rất là to, là cây đã đủ lực này, đủ lực các cánh nó thẳng. Đa phúc này núc nụ nhiều, cây đủ lực thì bông rất là đẹp á. Còn người ta nuôi yếu yếu thì bông nó ra lẫn ngược à, không có đẹp á. Đó, nuôi nó đủ sức á, bông đẹp à. Đây, đây là cây đa phúc này. Tứ quý á, thì ít nhánh là bông rất là to, đá lắm. Hoa to, đó, thơm ngày đêm luôn á, mùi hơn, hoa thơm ngày thơm đêm luôn. Cái này hoa bự á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tân, hoa rất là đẹp á. Đã phúc trọng hoa chùm chùm luôn. Hương ơi.